60 học viên thuộc 5 xã vùng cao huyện Bắc Yên vừa được tập huấn về thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 9, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bắc Yên. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt và nghiên cứu 4 chuyên đề về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, luật phòng chống bạo lực gia đình, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cho học viên các thông tin, kiến thức để xây dựng các giải pháp tuyên truyền hiệu quả, nhằm ngăn chặn từng bước giảm thiểu tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.